Lấy dây su, dây su su. Vậy tính bình thường dây gì đi? Tính bình thường dây gì? 6,90. Giờ hay làm hai phần của anh bao nhiêu gói là đủ anh ơi? Giờ làm anh gì đây? Làm anh 6 gói đó, ba xé ba bắp đó. Giờ ba bắp nữa là đủ đúng không? Đúng rồi, cái gì được em cắt. Xong rồi em làm cho anh thập cẩm nha. Đợi xíu nha mọi người ơi. Dạ, cảm ơn gì? Bắp đi, kia nó xéo rồi. Ờ, bắp nữa. Ba bắp mà. Lấy ở kia ra trước rồi. Đôi tay yêu cầu bạn bạn đĩa đổi luôn thôi nha. Đôi tay hơi bị ấy. Đúng không? Ba bắp lấy xong đầu chuẩn làm 2 thập cẩm 20. Cho cái bé đồ bê ta khác coi. Ở trong này nè Lý ơi, ở trong học á, trong học nè. Lên chảo coi. Bên mặt đó. Dạ rồi. Cảm ơn à. Của mình một xéo nè. Rồi cho. Rồi cho. Trời. Ok. Đi rồi, em đang làm mà em hỏi thôi. Dạ, cảm ơn anh ạ. Đây một cái bịch anh lấy cho cô một phần sơn xéo đi. Rồi, cho cô một phần sơn xéo đi Út ơi. Cô một phần nữa đúng không? Cô 15 ạ. Cảm ơn cô nha. Chị đi xuất bắp. Rồi. Bắp một xéo này sẽ bắp không? Bắp một xéo đưa cái bịch kia biến. Bịch cái hai thì à. Cho bé ba từ con.
một bắp cô nói là đúng. Lên dây xu cho bé đi không? Rồi bây giờ là làm cho anh đây nhá. Rồi. Ba phần cái đây rồi, ba phần cái đây phía này riêng á. Cho cái phần cho mấy anh làm bên đây 4 gói luôn nha. Dạ ok anh. Đâu có cái làm cho mấy anh đi được. Ok. 10 nè. 10 rồi đúng không? Ừ, 3 rồi, kia 3 rồi nhá. 10 là còn 13 đó. 13 là 23, 23, 36. Một thứ xéo à. Đây 10 em làm thôi, cứ để lên kia đi. Rồi, cho nó về đến. Chưa biết. Hèn như thiệt đó chứ. Trong tay gì á. Em xíu luôn, em xíu cái đồng luôn anh ạ. Từ từ, không có gì thôi, vội vàng. Mà nó đơ ra nè. Hôm nay thứ bảy về là quá ok phải không? Dạ đúng rồi. Mọi người ơi, em cảm ơn anh Đăng nha, cảm ơn anh Đăng. Em làm đỏ mặt luôn cả nhà ơi. Lên cho mông, muốn coi lên cho mông. Cảm ơn mọi người đã theo dõi em nha. Bao nhiêu rồi? Bao nhiêu rồi đúng không? Anh một cái bắp lên nhé. Dạ. Hai cân béo một cái bắp. Nếu cứ để cái này, đây bao nhiêu phần rồi? 4 phần. Đây hai cân béo một cái bắp. Phải đẩy xe kia làm nãy giờ rồi vậy? Dạ đúng rồi anh ạ. À, tại vì thường thường thứ bảy em thấy rai rai cũng không có đông máy cho nên em mới bán một xe.
phẳng nó đổ. Bao nhiêu phẳng rồi? Bao nhiêu thằng nữa đây Úc? Tắt này tắt nữa là không? Tắt này tắt nữa nha. Vậy làm cho anh xong luôn cho rồi. Dạ. Em nhận ra mà anh mua xôi bắp đúng không? Đấy, cho một lái rồi. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Gần đổ rồi. Thì cô đại sư chọn đỡ nắng bé. Cái lối thì ta đi. Cái lối đi. Cháu nặng bé quá. Sáng sáng tốt quá. Hôm qua đèn thì chiếu thôi chứ có được. Hơi đen xíu hả anh? Hơi đen xíu. Hành phi lên cho bác.